Hello anh em, nhà mình là TomXT đây. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn anh em ca thủ tự nhiên xếp hạng nhé. That's pretty good. Cực kỳ đau đớn. First blood. Tao gọi nó kiếm chuyện tôi. Ghê vậy ba. Nghe thế. Ui sợ quá, sợ quá. First blood. Chỉ ra mày chọn cái chết. Cái chuyện này mày tự. Quá đơn giản đó cho em. Xin em BE BOOYAH. What the hell? What kind of game is this?
nhà ngẫu con dưới. Ủa tôi quanh sọt luôn. Ha nhà em mình tôi quanh sọt luôn. Đấy, đã được sang.